yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Cho người lạnh giá, xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Thân cha và con và thánh thần. Amen. Bình an vui.
cùng anh chị em. Thưa cha tổng đại diện, cha quản hạt, cha cố, quý cha, sư tổng phụ trách, sư phó tổng phụ trách hội đồng hướng dẫn giá Thanh Hóa, đồng chí sư, quý thầy, quý ông cố, quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em. Trong thánh lễ khấn trọn đời của các sơ của hội đồng lấy thánh hóa lấy thánh giá Thanh Hóa hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài đã ban cho giáo hội, giáo phận và hội đồng 10 chị em khấn trọn đời. Chúng ta cũng sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho 10 chị em này. Xin Chúa cho họ luôn trung thành với ơn gọi và lời tuyên khấn trọn đời của mình đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay cũng là ngày giỗ của đức cha cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm của chúng ta. Ngài đang ở giữa chúng ta đây. Xin Chúa cho Ngài được sống hạnh phúc bên Chúa và xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho giáo phận chúng ta. Và để cho lời tạ ơn được Chúa vui vẻ và lời cầu xin của chúng ta được Chúa nhận lời, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thương tha thứ. Tôi muốn nhận
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho hồng ân như cái thanh tây khơi dậy trong tâm hồn các tu sĩ sắp quyên khất đây. Chi nguyện theo chân Đức Kitô và gắn bó với người. Xin ban ơn cho họ sống theo tin mừng cách quyết liệt hơn, hầu làm cho giáo hội ngày càng thanh thiện và hăng say làm việc tông đồ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần đến muôn đời. Ta sẽ tặng ngươi thanh lĩnh A-con như cửa hy vọng. Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín, và ngươi sẽ biết ta là
những người đi lạc tìm kiếm sự công ngoan. Còn chúng tôi đã giảng Chúa Kitô chỉ đóng đinh trên thập giá, một cớ bất hợp cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi là người Do Thái hay Hy Lạp, vì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, vì chinh điều điên dài của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Vậy anh em thân mến, anh em hãy xem ơn gọi của anh em, vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Những điều mà thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu thèm thì Thiên Chúa đã chọn để làm những gì là mạnh mẽ của hồn nhiên. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không có, để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đấng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngõ hầu như đã chết, ai từ từ thì hãy từ từ trong Chúa. Đó là nơi Chúa, đó là
các chị khấn chọn đời hôm nay thân mình. Khi các con chỉ biết cái thừa tội, các con cũng như mọi người chỉ biết cái thừa tội khác là trở nên Kitô hữu. Và ơn gọi của mọi Kitô hữu là bước theo Chúa Kitô. Nếu bước theo Chúa Kitô là ơn gọi của mọi tín hữu, thì đời sống của người tu sĩ như các con đây sẽ như thế nào? Mục đích đặc biệt của người tu sĩ là gì? Nó khác với đời sống của người giáo dân như thế nào? Phải chăng con đường theo Chúa của tu sĩ là con đường cao hơn, tốt hơn? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này đơn công đồng Vatican thứ hai trong sắc lệnh đời sống tu chỉ. Dựa vào Kinh Thánh, sắc lệnh đời sống tu chỉ nói về đời sống của tu sĩ như sau: đời sống của tu sĩ là bước theo như mọi Kitô hữu khác và bắt chước Đức Kitô như mọi Kitô hữu khác, nhưng một cách xích xa hơn. Đời sống ơn gọi của người tu sĩ trong sắc lệnh về đời sống tu chỉ nói rõ như thế: tiêu chuẩn tối hậu của đời tu là sống theo giáo huấn Tin Mừng trên đường hướng theo Chúa Kitô. Cũng trong sắc lệnh này, nguyên do bước theo Chúa Kitô của người tu sĩ là muốn bước theo Chúa một cách tự do hơn và bắt chước Chúa một cách xích xa hơn qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ từ các môn đệ đang theo Ngài. Ngài cho họ sống với Ngài cách gần gũi hơn, thân tình hơn các môn đệ khác, thì họ làm chứng cho Chúa một theo một cách thế khác. Tương tự như thế, người tu sĩ được Chúa kêu gọi và chọn lựa từ giữa các Kitô hữu khác để sống thân tình và gần gũi với Ngài hơn, để giới thiệu Chúa cho người khác theo một cách thế khác với người giáo dân. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe nói về ơn gọi này: ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời, ta sẽ đính hôn với ngươi trong tình yêu và thương xót. Đời sống tu sĩ là một lời mời gọi, một món quà Thiên Chúa ban cho loài người. Người tu sĩ được gọi không phải vì họ tốt hơn những người khác, nhưng chỉ vì Chúa muốn họ bước theo Ngài và làm chứng cho Ngài theo một cách thế khác. Đời sống người tu sĩ được xác định cách đặc biệt qua sự từ bỏ ba loại tài sản mà người đời cho là rất quý giá, là của cải, thú vui và tự do sống theo ý riêng mình. Sự từ bỏ này được diễn tả qua ba lời khấn: khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Và khi tuyên khấn cách công khai ba lời khấn này, người tu sĩ nói lên lựa chọn của mình rằng: tôi từ bỏ chúng vì nước trời. Công đồng Vatican thứ hai nói: dân Thiên Chúa không lặng thành trì vĩnh viễn ở đời này, nhưng đi tìm một thành đô mai sau. Vì thế, khi giải gỡ người tu sĩ khỏi những lo lắng trần gian qua việc sống ba lời khấn, biết tình khó nghèo và vâng lời, bậc tôn chủ cho mọi người thấy gia sản trên trời đã hiện vượt ngay tại trần gian này, vừa làm chứng rằng ơn cứu chuộc của Đức Kitô đã đem lại một đời sống mới và vĩnh cửu, lại vừa tuyên báo sự phục sinh tương lai và vinh quang của nước trời. Với Chúa Giêsu, một thực tại mới là nước trời,
đã bắt đầu ngay tại trần gian này. Đây là một thực tại rất cụ thể và hấp dẫn đến nỗi nhiều người đã bị chinh phục. Tu sĩ là người bị nước trời chinh phục. Và các con, 10 chị em đến trò đời hôm nay cũng đã bị nước trời chinh phục để hôm nay tinh thần trọn đời. Cuối cùng, người tu sĩ chẳng biết làm gì hơn là phó thác đời mình cách hoàn toàn và vô điều kiện cho nước trời, nghĩa là dâng hiến đời mình cho Chúa và cho người khác. Như thế, đời sống của người tu sĩ được xem là một cách sống của những người đã thuộc về nước trời ngay tại trần gian này. Đời sống tu sĩ là một nhắc nhở cho mọi người khác về thế giới bên kia ngay tại trần thế này. Họ cho mọi người thấy thế giới bên kia, thế giới trong nhà trang qua cách sống liên đới với dân Chúa, đặc biệt với người nghèo. Do đó, đời sống tu sĩ chỉ là một cách thế sống tin mừng, không phải là cách sống cao hơn hay tốt hơn, nhưng là một cách thế có hiệu quả và đúng đắn, thấm đẫm lời Chúa, đi ngược lại với cách sống ích kỷ và không quan tâm tới người khác của khuynh hướng trật tự hóa hiện nay. Có người còn ví đời sống tu sĩ, tất cả các tu sĩ như một ca đoạn hợp xướng của những người chỉ biết sống vì Chúa và vì người khác, quan tâm với người nghèo và những người không được ai giúp đỡ. Họ đang tự hát thật to: hãy luôn sống yêu thương như Chúa Giêsu. Một Chúa Giêsu chỉ đọc kinh như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai. Hôm nay trước mặt đại diện hội thánh giáo phận, các con quyết định dứt khoát chọn Chúa Giêsu chỉ đọc kinh, nghĩa là cách sống vì Chúa và vì người khác, làm lẽ sống, làm niềm vui và là hạnh phúc của đời mình qua lời tuyên hứa chọn đời hôm nay. Đẹp lắm. Nhưng để sống trọn vẹn suốt cuộc đời theo lời tuyên hứa chọn đời Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi các con qua bài tin mình vừa nghe dặn dò như sau: hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Như thế, tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường vốn là đặc điểm của tình yêu. Các con không thể chỉ đọc kinh như Chúa Giêsu, không thể sống ba lời thân một cách trọn vẹn được. Cuộc sống hôm nay đầy dây những bạo lực, người ta đua tranh cánh giành nhau, thậm chí trà đạp nhau để vươn lên. Cần lắm những con người sống hiền lành và khiêm nhường như những hạt muối để làm cho cuộc sống hôm nay được tốt đẹp hơn. Hơn nữa, nền tảng của ba lời thánh là tình yêu, khiết tịnh cho phép các con yêu người hơn, vì nó giải thoát các con khỏi tình yêu vị kỷ. Nghèo khó cho phép các con yêu người hơn, vì các con sử dụng của cải trần thế không cho mình nhưng cho người khác. Vâng phục cho phép các con yêu người hơn, yêu với tình yêu của Thiên Chúa. Ơn gọi này không phải là điều mà các con có thể làm xong một lần là xong. Không, ước theo Chúa Kitô là luôn bước trên đường với Chúa để trở thành môn đệ của Chúa, luôn luôn học được cái mới và không bao giờ dừng bước. Các con phải nói với Thánh Phaolô: thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình
về phía trước. Xin Chúa cho các con luôn giữ được trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu để các con duy trì niềm vui và hạnh phúc mà các con đang cảm nhận trong lễ thánh này và tiếp tục lao mình về phía trước. Xin mọi người nguyện ý cầu nguyện cho các chị em thân trọn đời hôm nay luôn duy trì và làm tăng trưởng tình yêu Chúa nồng nàn và yêu các linh hồn nồng nàn. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay có 10 chị em tên thân trọn đời về nước trời. Những người chị em này sẽ cam kết trước mặt bản quyền giáo phận và hội đồng, họ sẽ giữ ba lời khen phúc âm, có nghề biết tình và phân đời theo quy định của hiến chương hội đồng đến thánh giá Thanh Hóa. Nghi thức tuyên thần chọn đời gồm ba phần: phần một giới thiệu, phần hai tuyên thần, phần ba diễn nghĩa. Xin mời cộng đoàn tham dự phần một. Các ứng sinh sắp tuyên thần chọn đời được chị phụ trách học viện giới thiệu đến trình diện trước mặt Đức Cha giáo phận, hội đồng cùng cộng đoàn hiện diện. Như sau cô em xưa, khi nghe tiếng Chúa gọi, các thần sinh sẽ nghiêm tốn thưa: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Xin kính mời chị phụ trách học viện. Trọng kính Đức Cha, kính thưa chị đồng phụ trách, con xin giới thiệu các thần sinh sẽ hướng phấn trọng đời hôm nay. Chị Cecilia Nguyễn Thị Toàn: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Chị Thị Tính: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Teresa Nguyễn Thị Tuyết: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Teresa Bùi Thị Nhàn: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Teresa Trần Thị Thiệp: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Teresa Đỗ Thị Dương: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Nguyễn Thị Quyết: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Anna Lê Thị Nguyễn: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Anna Đỗ Thị Dị: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Teresa Đỗ Thị Cúc: lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Đức Giám Mục thẩm vấn các thánh sinh. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa mở hội thành điều gì? Kính thưa Đức Cha, chúng con khiêm tốn xin được tuyên khấn trọn đời trong gia đình hội dòng bến thánh giá Thanh Hóa. Tiếp tục thẩm vấn các khấn xin. Các con thân mến, nhờ phép rửa tội, các con đã chết đi với tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Các con mong muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn nữa bằng lời khấn trọn đời không? Thưa, con muốn. Nhờ ơn Chúa giúp, các con mong muốn đón nhận và tuân giữ trọn đời nếp sống khiết tịnh hoàn hảo, nghèo khó, vâng phục và Chúa Kitô và Đức Chi Nữ Maria Mẹ Người đã chọn không? Thưa, con muốn. Các con có tha thiết sống theo phúc âm, tuân giữ hiến chương và
và đầu quy của hộ dòng cố gắng kiên trì và vững vàng đạt tới đức ái hoàn hảo đối với Thiên Chúa và tha nhân không? Thưa con muốn nhờ ơn Chúa Thánh Linh phục giúp các con mong muốn quảng đại dân hiến trọn đời phục vụ dân Thiên Chúa không? Thưa con muốn nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã khơi dậy ý muốn tốt lành nơi các con thì chính người cũng hoàn thành ý nguyện đó cho tới ngày Chúa Kitô ngự đến. Trước quyết định quan trọng của các khấn sinh, xin cộng đoàn cùng các khấn sinh khiêm tốn dâng lời cầu khẩn lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và toàn thể thần thánh trên trời. Xin mời các khấn sinh tiến lên quỳ gối, mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha Đấng ban phát mọi ơn lành lời cầu nguyện. Quái thương gợi lên trong các lương tìm người đền. Mời các khấn sinh phục vụ. Thank you.
lạy Chúa, chúng con đàn xin Chúa nhận lời dân chúng khẩn cầu và bát ơn bậc trời xuống, gọi là các thứ kỳ xuống để được Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm hồn đã hiến dâng cho Chúa khỏi mọi vết như tội lỗi và làm bừng cháy lên ngọn lửa mến yêu. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Em xin kính mời chị tổng phụ trách, chị phó tổng phụ trách tiến lên nhận lời khấn cho các thần sinh. Giờ phút linh thiêng sắp bắt đầu, lời nguyện thánh hiến và lời tuyên thệ của các thần sinh với lời tuyên thệ này. Từ nay các chị ứng biến một về Chúa, trọn vẹn là của người bây giờ và mãi mãi. Mời các thánh sinh quỳ. Khi tôi chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu trên đường thánh giá để hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại.
tình, nghèo khó, vâng phục trọn đời, theo hiến chương hồi dòng đến thánh giá thân hoàng. Con tận tình khó thắt đời sống con cho hồi dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo biển thánh giá. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, thánh cả Du Xe và chư thánh, chuyển cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu, để thánh hóa bản thân, mưu ích cho giáo hội và tôn vinh Thiên Chúa Ban. Xin mời cùng đoàn đứng theo ý với Đức Cha Chủ Tế trong lời nguyện thánh hiến các thánh sinh. Mời các thánh sinh quỳ. Chúng ta lần lượt cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng Tam Ban và bảo vệ quy vị thánh hiến, chúng con mày ơn khen Chúa cho sinh ra vì nhờ ngôn lời Chúa đã hiện hình âu yên và tạo nên gia đình nhân loại trong những thánh thần. Chúa đã yêu thương loài người cho loài người được liên kết với Chúa. Nên rồi Chúa đã lấy hình ảnh Chúa và sự sống bình thường mà trang nghiêm gia đình nhân loại lần lần như tân lương. Nhưng khi loài người bị ma quỷ mưu mô lừa dối, bạn bỏ tình yêu với Chúa, Chúa cũng không đơn loại chuyển khỏi
khí hướng hôn nhân, lại còn có lòng thương yêu muôn thuở đối với em tôi cơn xuống và tái lập giao ước ban đời. Sau đây tới thời nghiêm mang từ gốc dễ xê, Chúa đã thân chi từ xuân thiên để đổi tay cho thánh thần và quyền năng Chúa. Đức Chúa Maria đã hạ sinh đấng cứu thế và vẫn còn kính thuyền. Đấng cứu thế đã sống nghèo khó, khiêm tốn và vâng phục cho nên nguyên nhân và cứu mong cho mọi đời sống thanh thiên. Người đã nhìn lập hồn thanh như 300 tăng và nguyên lương để đối mạng sông và thanh hoa hồn thanh bằng chi tình máu người. Vì thế, lời Chúa, Chúa đã không quan an bài cho con khôn hoàng thiên tư theo chân người, để khi đã trở thành môn đề Chúa Kitô, các chi tư ấy đã được nâng lên địa vị người bằng trọng năng. Vậy lời Chúa là cha, chứ con khẩn khoan đại chỉ Chúa, ban lời Chúa thanh thần xuống trên các con cái Chúa đây, để nuôi dưỡng quyết định hiện thành mà Chúa đang khơi lên trong lòng họ. Lạy Chúa, xin làm tỏa ra trong các nữ tỷ Chúa ánh sáng kinh điển của các đưa tôi và đời sống trong sạch, khi cho các nữ tỷ Chúa được hiện hành gắn bó với Chúa, vì đã liên kết với Chúa bằng những lời trần giọng. Khi cho được chứng tin sống hơn 300 năm duy nhất là Chúa Kitô, được yêu mê hồn thành là hiền mẫu và tình thương yêu mọi người để nhắc nhở họ về niềm hy vọng hạnh phúc trên trời. Lạy Chúa là Cha hy thay, xin thương hướng dẫn và bênh đỡ các nữ tỷ Chúa trên đường đời về sau cùng. Tân chiến tòa vua tối cao, các nữ tỷ không phải kinh hai nghe lời tiên thăng quân âm phá, nhưng nghe như 300 năm dị dàng mở con và giữ tiền hướng trên trời chờ đi tôi chúa chúng con. Mời các thánh xin đứng. Nghi thức tuyên cẩn bước vào phần thứ ba, nghi thức diễn nghĩa. Qua nghi thức này, các tân khấn sinh sẽ nhận nhấn giao ước thánh giá và cùng nhau tôn vinh thánh giá, sau cùng là gia nhập cộng đoàn. Để bắt đầu, kính mời Đức Cha Chủ Đế làm phép nhẫn và thánh giá. Kính mời Đức Cha và cộng đoàn cùng. Lạy Chúa, xin nói thương ba chữ phép lành, xin thánh giá và những chi nhân này để trở nên không chỉ ở ứng độ và giao ước tình yêu đã tâm ban cho loài người là Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Hồng Đoàn an toàn. Nhẫn giao ước là ấn tích của tình yêu, dấu chỉ của lời thề trung tín. Giờ đây quý vị sẽ lần lượt tiến lên nhận nhẫn giao ước, biểu hiện tình yêu và lòng trung thủy của mình đối với Đức Kitô và Giáo hội. Các con hãy lãnh nhận chi nhẫn này là dấu chỉ giao ước tình yêu các con đã ghi đến Chúa Kitô bằng lời thật trọn đời. Các con hãy giữ chọn lòng chi tín với người để đạt được nhân vật thiên thiện cưới thân hoa muôn đời. Thank you.
Phật giá mỗi ngày. Ôi thánh giá nguồn vinh quang và sức mạnh. Các con nghe nhận thánh giá này là dấu chỉ các con đang suy nghiệm về Giêsu chỉ bằng tin là đối tượng duy nhất của lòng trí các con để các con hiểu biết và yêu mê người trong đời. Thank you.
giảng viên. Kính thưa cộng đoàn, nghi thức tuyên vấn đã kết thúc. Chúng ta tiếp tục thánh lễ với phần phục vụ thánh thể. Xin mời cộng đoàn mình. Với chúc tánh con hiểu đồng, con xin dâng lên Thiên Chúa nguyện chọn đời con được tan biến trong tình yêu Chúa để hữu ích cho anh chị em đồng loại. Với những bông hoa tươi thắm, xin dâng lên Chúa lời thề nguyện hôm nay, nguyện chọn tuổi xuân và cả đời con thuộc trọn về Chúa. Với ánh đèn cháy sáng trong tay, con xin dâng lên Thiên Chúa ước muốn và tự do, xin cho đời con trở nên chứng nhân lao truyền danh Chúa khắp nơi. Mời đội đèn tấu. Thank you.
chị em hay cầu nguyện để đi về của tôi cũng là của anh chị em, của Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Xin Chúa chấp nhận lễ vật và ý nguyện của các con cái Chúa đây, họ đã thiên thân sống theo những lời phúc âm khuyên dạy. Xin Chúa Giêsu lòng thương nâng đỡ họ suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Là Thiên Chúa toàn năng thần hư, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chi đang hài đạo và xin ơn luôn độ cho chúng con. Nhận tôi Chúa chúng con, người mưa đó hoa tinh tuyền sinh ra từ lòng Đức Chí Trinh, người đã từng dạy chúng con rằng ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc, và nếp sống của người cũng nên cao gương bóng tuyệt vời về đức thiết tinh. Người vẫn mong ước làm theo thanh ý Chúa, và khi con lời cho đến chết thì chúng con, người đã hiến dâng chính mình làm của lễ toàn luôn hơn ngào ngàn đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là đấng uy linh cao cả, và người bảo đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. Vì lý hợp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc cùng Cha và cùng hôn Cha. Thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nhảy xin Chúa, dùng ơn các thần Chúa, thanh hoa những mùa lễ này, để chờ lên cho chúng con, mình và mọi người Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Khi từ bề đông mình chư cố định, người cầm lấy mãi, ta ơn thề ra, và chẳng cho các môn đề mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, thì này là mình thầy sẽ đi môn thì càng cho con. Cùng một thế giới này, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta đây, trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy và uống, vì này là chén máu thầy, máu ra luôn mới và vinh quang sẽ đổ ra cho các con, và những người đừng tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ. Thank you.
đang hồng tâm chúa tôn nhan và phụng sự chúa. Chúng con tha thiên đại xin chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu đức Kitô được quy tụ lên một nhờ chúa thánh thần. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tăng Bổn Tu Xe chúng con và Hoàng Thế Hạnh Giáo Sĩ, xin nhờ đến công tử Chúa là Đức Cha Cố Ban Công Lô Nêu Nguyễn Sơn Lâm, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong việc hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính người ơi người và sống người mà bảo danh người và vinh quang người quý về Chúa là cha toàn năng trong sự lớn nhất của Chúa thành thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thể thức người dạy chúng ta dâng lời cho những ngày chúng con đang sống được bình an nhờ Chúa rộng lòng với thương dung. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa đã đến Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội cho con, xin đừng đến đức tin của hộ Thánh Chúa, xin cho anh thương ban cho hộ Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Chúa. Chúa hằng sống và yên chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ông kia mới thức bình an cho nhau. Thank you.
đây chiên thiên chúa, đây được xoan tôi trần giá, phúc cho ai được mở lên từ kia chiên thiên chúa. Lạy Chúa, thank you.
tất thân lợi cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa vui sướng lành nhân quanh bờ trời, nhân ngày những người con Chúa đây tận hiến chọn cuộc đời cho Chúa, cuối xin Chúa làm cho lòng họ chay lửa yêu mến của Thánh Thần và cho mai mai kết hợp cùng Giêsu Kitô đấng thành sông và hiến chi muôn đời. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn an toàn. Chị em trong hội dòng lớn, giờ đây chị tổng phụ trách sẽ đại diện cho hội dòng nói lời cảm ơn. Em xin kính mời chị tổng phụ trách. Đức Cha từ xa, kính thưa cha tổng đại diện, cha nguyên tổng đại diện, quý cha của họ, kính thưa cha giảng phòng, cha chú viện, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý phụ huynh, quý thân nhân, ân nhân của các chị em vẫn chọn và cộng đoàn phục vụ, giữa muôn vàn thách đố của cuộc sống, nhất là hậu đại dịch Covid, những khó khăn chung của thế giới, của xã hội, của giáo hội cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống học tu của chúng con. Tuy nhiên, hội đồng chúng con vẫn luôn cảm nhận được ân ban của Thiên Chúa qua sự quan tâm yêu thương của Đức Cha, sự chia sẻ động viên của quý cha, sự khích lệ và giúp đỡ của quý phụ huynh cũng như quý ân nhân thân nhân, cùng với lời cầu nguyện của toàn thể dân Chúa trong giáo phận. Đặc biệt, hồng ân thánh thánh của người chị em chúng con hôm nay được diễn ra trong bối cảnh của năm thánh mừng 350 năm khai sinh Hội đồng Đến Thánh Giá Việt Nam. Đó là dấu chứng tình thương quan trọng của Thiên Chúa luôn dành cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Ngài. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Giáo Phận. Vì tình thương của người cha đối với hội đồng giáo phận, Đức Cha luôn ước mong, thao thức giúp chúng con tiến đời tu để có thể đứng vững và dấn thân phục vụ, cộng tác cho việc truyền giáo của giáo phận trước xã hội nhiều đổi thay. Hôm nay chính Đức Cha lưu ái chủ lễ tạ ơn chứng giám lời tấn bằng cho các chị em của chúng con. Đây là niềm hạnh phúc và kích lệ rất lớn đối với đời sống thánh hiến của chúng con. Chúng con xin phép được hướng về vị tiền nhiệm của Đức Cha là Đức Tổng Phu Xe Nguyễn Chí Minh Tổng Giám mục Giáo phận Huế. Với tâm tình tri ân của chúng con gửi tới Ngài, vì biết bao thao thức ân cần hướng dẫn của tình mục tử mà Ngài đã vun trồng ơn gọi các chị em tuyên tấn hôm nay, cũng như phát triển hội đồng chúng con khi Ngài còn mang trách nhiệm nơi đây. Chúng con xin cảm ơn cha giảng phòng đã đồng hành hướng dẫn các chị em tuyên tấn trong suốt tuần qua dù trời nóng lực, để các chị em nâng cao tốt chuẩn bị tâm hồn đón nhận hồng ân vĩnh tấn này. Chúng con cảm ơn cha tổng đại diện, cha nguyên tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha tòa giáo hội, quý cha chính tòa, quý cha trong giáo phận, quý cha đã âm thầm cách này hay cách khác giúp đỡ cổ võ động viên cho ơn gọi của các chị em tấn chọn hay sẽ sống lần đầu dịp hè này, cũng như đã giúp đỡ hội đồng chúng con trong cuộc sống cũng như trong phục vụ. Cao quý hơn, quý cha đã hy sinh thời gian từ một mùa hè rất bận trời nóng lực để đến đây đồng tế cầu nguyện chung chia niềm vui với hội đồng. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha. Chúng con xin cảm ơn cha chú viên vì sự hiện diện đầy quý báu của cha chú trong thánh lễ này. Hôm nay cũng là ngày vỗ 13 năm của Đức Cha Cố Bartolomeo, chính người đã khôi phục lại các giai đoạn đào tạo của ơn gọi hội đồng đã bị gián đoạn suốt 2 năm do chiến tranh và thời cuộc. Nay sự trùng hợp thánh lễ vĩnh thấn, việc cùng cha chú và giáo phận
chúng con phải kính phát huy ơn nhân của Đức Cha Patarocco, nguyện cũng thân thường phúc vĩnh cửu cho Đức Cha Cố Cải. Thánh lễ hôm nay diễn ra thêm phần trang trọng và sốt sắng, cũng là nhờ sự quan tâm chuẩn bị rất chu đáo của cha xứ chính tòa, quý cha phó, quý thầy phó tế, quý thầy, quý chú quốc sứ, ban đế sĩ hội kèn nữ giáo xứ chính tòa và đội kèn giáo họ Tân Hải. Bên cạnh việc tổ chức thánh lễ sốt sắng trang nghiêm, cha xứ chính tòa và quý thầy quý chú cùng các ban ngành trong giáo xứ ban trị tự đã giúp đỡ cùng cộng tác với chị em chúng con trong việc chuẩn bị thánh lễ và bình điểm chu đáo. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, bố mẹ, thân nhân của các chị em kính cẩn hôm nay, quý vị và gia đình đã quảng đại thân con cho Chúa trong cuộc dòng chúng con, dù phải trải qua biết bao lao động, lắng lo, ứng dụng cầu nguyện và đồng hành với công cá nhân. Hội đồng đặc biệt ghi sâu ơn nghĩa này, kính xin quý ông bà thân nhân tiếp tục đồng hành với từng người con của mình để cộng tác với hội đồng, nhất là trong việc giúp cho con em mình biết tín chung với lời khuyên tín thật, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện đời tu gắn bó với Chúa Kitô trong linh đàn đến thánh giá giáo phận Thanh Hóa. Kính thưa quý ân nhân quý khách, trong tâm tình tri ân, hội đồng xin ghi nhận tấm lòng ưu ái, sự giúp đỡ bằng nhiều cách của quý vị thân nhân, ân nhân quý khách xa gần đang điều diện hay không thể đến đây tham dự thánh lễ, nhưng vẫn nhiệt tâm cầu nguyện cho hội đồng, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phúc lành trên quý vị. Một lần nữa chúng con kính xin Đức Cha, Đức Cha Đồng Tế, quý tu sĩ Nam Tử và cộng đoàn hiện diện tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con bằng sự phó thác và đời sống âm thầm cầu nguyện nơi tu viện. Chúng con ghi nhớ công ơn của Đức Cha, quý cha cùng quý vị trong khi tổ chức thánh lễ và tưởng tại mình, chắc chắn chúng con còn nhiều thiếu sót. Chúng con kính xin Đức Cha, quý cha cùng mọi người thông cảm và nguyện thứ cho chúng con. Trọng kính Đức Cha, với tất cả tâm tình biết ơn, chúng con kính dâng lên Đức Cha lãng hoa tươi thắm, xin Đức Cha vui nhận. Chúng con bồng cảm tạ. Thưa bà cố và thân nhân, cũng xin thay lời cho mọi người có mặt ở đây cho giáo phận chúc mừng ông bà cố và thân nhân đã có người con, người cháu, người em, người chị của mình hiến thân cho Chúa, và bên Chúa chắc chắn con em mình sẽ không quên cầu nguyện cho cha mẹ ông bà con cô bác. Chúng ta vỗ tay chúc mừng nguyên bà cố của gia đình. Đồng thời hôm nay có vài lời nói với các chị thân giảng thì giảng dài rồi, thì nói nghe vài câu thôi. Trước hết thầy hôm nay nó vui thế, vỗ tay tưng bừng hoa lên, nhưng rồi ngày mai chắc còn được vài ngày nữa chị lại trở về cái công việc thường ngày. Lúc đó cái lời khấn mà các chị hôm nay sung sướng nói lên nó sẽ đúng chặt cái cuộc sống của mình. Ước mong càng khó khăn bao nhiêu, chúng ta càng thấy giá trị của lời khấn gắn bó đời đời với Chúa, hết mình với Chúa, chỉ vì yêu Chúa và các linh hồn. Ý nghĩa cuộc đời con người chúng ta, người tu nó nằm ở đó, nó đẹp lắm, nó cao lắm, nhưng mà vô cùng khó khăn.
xin Chúa và mẹ Maria xin nhìn với các chị để rồi là mai mốt con cháu mình thấy người chị này đi tới giây phút cuối cùng của trận gia tài tân thứ vững đức tin để rồi nói cho thầy Phaolô chỉ còn đợi cái Chúa độ chiều thiên cơ thổ. Chúc các chị hạnh phúc hôm nay, cứ hạnh phúc đi và hạnh phúc mãi dù bước đi trong cuộc đời có nhiều bóng tối và nhiều vất vả. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các chị và chúng ta vỗ tay thật lớn để các chị. Xin anh cảm ơn cha xứ, cha phó, quý cha phó, quý sơ, quý ban hành giá, các ban hành đoàn thể mọi người trong giáo xứ chính tòa đã tổ chức thành lễ hôm nay. Xuất sắc, xin cảm ơn các quý. Mời các bạn đứng, chúng ta xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa đã soi sáng cho chị em biết thiết tha mong mỏi sống trọn lành. Xin người làm cho chị em được bền chí kiên tâm để chúng thành hư vững những điều đã tuyên cân. Chị em đã chọn đường hẹn, xin Thiên Chúa giúp chị em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức Kitô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời. Xin Thiên Chúa nhân từ liên kết chị em thành một gia đình được thánh danh quy tụ, để công đoàn chị em phản ánh tình thương của Đức Kitô. Còn tất cả chị em tham dự thánh lễ này, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lời cầu nguyện của Thiên Chúa. Chẳng gió công mình số tình thương Chúa, nhưng không con suốt đời ngập tràn thành ân. Con xin Ngài soi sáng trí tâm, lỗ đi tìm ân phúc muôn đời, lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.